Mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một sản phẩm về bao tay. Đây là bao tay Kawasaki cục ngón. Đây là sản phẩm này dùng để đi xe máy, hiện nay rất là hot trên thị trường. Đây là bao tay Kawasaki cục ngón. Bạn có thể thấy đôi bao tay Kawasaki. Hiện tại thì nó có màu xanh, đỏ chuối, màu cam. Nó tất cả đều là màu đen giống nhau hết, chỉ khác nhau ở cái màu xanh này thôi, thì nó thay đổi thêm màu cam và màu đỏ. Đây được cấu tạo, đây là phần bảo vệ những cái đầu, cái mu bàn tay thì là bằng nhựa có lỗ thông hơi. Đây có nhiều lỗ thông hơi. Còn đây là phần bảo vệ cái bàn tay, phần dưới phần bảo vệ cái lòng bàn tay, thì đây có một miếng được làm bằng nhựa cứng và nó có độ co giãn một xíu hợp với tay. Còn phía dưới này thì tăng độ nhám, có những hạt nhựa. Đây là những hạt nhựa để tăng độ bám vô cái tay tay ga. Sẽ thử mang vào như vậy, khá là thoải mái, co giãn rất là thoải mái. Đây có những cái phần trên đây để thông gió vào cái bàn tay, thì nó sẽ giúp bạn mát hơn khi mà di chuyển, không bị hầm bí. Màu của phía dưới đây, đây bảo vệ, trên đây thì cũng bảo vệ rất là chắc ta. Nếu bạn sử dụng cái đôi loại cục ngón này thì sử dụng smartphone rất là dễ. Tay đưa ra đây, chất liệu thì này là bằng vải, trên đây là vải có một ít thun mút mút đàn hồi trong đây êm. Đây, trên đây thì bằng phần này có cái dạng đàn hồi, phần bảo vệ bằng nhựa cứng thì cũng rất là an toàn. Tay bạn đi xe máy là cũng rất là tiếp theo đây là mình sẽ giới thiệu cho các bạn đôi bao tai Kawasaki nhưng mà là loại full ngón. Đây là Kawasaki full ngón, thì nó cấu tạo càng giống như cái Kawasaki kia, nhưng nó cục ngón nhưng mà nó có thêm cái phần full tất cả các ngón tay. Thì các bạn mà đi xe đường xa mà sợ nắng các đầu ngón tay hoặc là sợ lạnh thì các bạn nên dùng cái full ngón này. Mình thì mang size L. Đây, cấu tạo vẫn là miếng nhựa bảo vệ lòng bàn tay phía dưới, phần mu bảo vệ mu cứng nó có thông gió, và cái phần full thì nó phía dưới này nó có thêm những cái họa tiết xanh để trang trí thêm, và nó có cái phần thông thông hơi này, thông hơi cả dưới ngón tay nên là cũng không có bị hầm bí. Có lỗ thông gió như này, nhiều lỗ, mỗi ngón tay lại có một lỗ thông. Mang cả đôi vào. Rất là thoải mái. Những cái hạt nhựa dưới đây thì tương đối vẫn có thể dùng được smartphone. Dùng được nghe rồi, hợp lý hơn. Rất là thoải mái. Này thì nhìn nó chắc chắn hơn là đôi cục ngón full cả bạn.
Cool.